Đây anh em ơi, tiếp tục hôm nay lại ra chợ chim cảnh này. Đấy, cũng khá đông anh em tiếp tục mang chim ra đây chơi rồi. Đây, chợ chim cảnh hôm nay là chợ ngày phiên 12 nha anh em nhé. Phiên chợ 12 đấy, thì hôm nay ra thì thấy cũng khá nhiều các bác ra đây giao lưu chim rồi. Đấy, tiếp tục hôm nay này đưa anh em đi tham quan một số những con chim ở chợ này. Đấy, bác này vừa mới mang con gà ra. À đây đây, hôm nay lại có mang con gà BD ra vớ. lại mang con gà BD ra. Con BD này mây. À, đầu chống thân mái đây rồi. Gà BD đầu chống thân mái. Hôm nay không ăn chả màu à đại ca? Hết rồi á? Một đôi hỏa mi. Hôm nay nhiều gà rừng phết nhỉ. Bên này một con đấy. Gáy. Đéo được chị nhập rồi. Đây bên này thì bán một số loại lồng. Một số lồng chim để cho anh em mua chim rồi anh em mua lồng luôn này. Phụ kiện luôn này anh em này. Đủ các loại phụ kiện nhé. Một số lồng trà màu. Con này là con lồng thấp thấp này. À, vừa xuất một con rồi, 8 lít rưỡi à. Cá cờ. Cá cờ. Loại này bây giờ có cá mài đâu. À không phải cá cờ đây, cá một cái gì nhỉ? Cá cờ có. Có cá cờ cả mấy cá gì, cá à, mận, cá mực. Cá cánh mài ấy. Báo tiền cháu đây. Mua về cho cá lóc ăn. Cá cờ. Những con cá cờ này bây giờ tìm hơi hiếm ấy, phải vào ruộng ở trong sâu sâu nhỉ. Mua cả chai 500.000đ. Cá cờ đây, cá trạch đây này, trạch chấu. Cái bao tiền? Rồi đủ mà. Nếu mà không lấy chai thì 200 thôi. Rúi. Hay nhỉ. Rúi vơi nhỉ. Béo nhỉ. Rúi. Con này được hay cái anh? Được hay cái? Bấy bấy được à? Hả? Bấy được ở đường. À, vẫn đuổi bắt được không? Vẫn đuổi bắt nó được á? Đâu nó chạy đường nó chọc đi chọc vào con này à? Mấy tiền con này? Hả? 200. Hả? Phải phát, phát giá đúng. Con này trăm. To về thịt. À. Rúi à? 100. 100 lấy luôn về thịt. Con này đủ bữa chưa? Được khoảng 5 lạng, 6 lạng nhỉ? 8 9 lạng à. Rúi cho vào cái bao nào. Túi kìa, mua cái túi như sợ nó cao ra ấy. Đúng rồi. Hả?
100.000 xuất luôn. Đấy, ở trên này thì một số anh em ngắm trà màu, một số trà màu bẫy lưới ở trên này rất là nhiều, cứ tầm khoảng 200-300 một con thôi, có khá nhiều con đẹp nhé. Trên kia thì vừa bắn một con rúi rồi. Con trắng này kêu hay sao? Hót đấy. Đang họ gáy mà. À, gáy nhỉ. Một cú pháp. Ở bên này thì có một số những con chim trà màu, khuyên, chè than và chè lửa nha các bạn nhé. Sáo. À, trên này có hai con trà màu, khuyên thì hôm nay khá nhiều, và hai con gà rừng, một trống một mái này các bạn này. Đây hai con trà màu này anh em này. Chè lửa tầm 300-350 một con chè lửa, chè than cũng thế, khuyên. À, trên này khu vực này thì mấy bác bô láo thì đang chơi họa mi. Đây, ở khu vực trên kia thì mấy anh em cũng đang chơi trà màu, mấy con trà màu, mấy con họa mi khiếu nha, gà rừng. Đấy. Nói chung là chợ này lác đác chim gì cũng thấy có, nhưng mà hiện tại là mùa này chưa phải là mùa chim săn nên là không có chim săn. Thôi cho nó 800 thì lên đường.
Nói nhiều việc tăng em 1 lít nữa. Không, anh chỉ dám mua thế này thôi. 8 lít thì đuổi sang hộp luôn. Đấy, thì mang sang 8 lít. Rồi, nói cho đó 8 lít thôi. Nếu mà dễ mà, chăn tốt thì 1 tháng này lên là mầm. Nếu mà tháng 8 lít rưỡi. Có mùi tươi vào, không bằng này mẹ mày muốn hót nhiều, cũng mùi tươi. Mà em vẫn nói có hơi phát tật đấy. Mì. Mì. Vừa xách ra ở nhà thì hót, mà ra đây thì chỉ là cái tật tệ là... tám trăm rưỡi sang lồng luôn. Mua thì nó dễ mua. Sang lồng rồi, 8 lít rưỡi rồi, ra chợ phát là nhanh chứ nhanh, giao dịch nhanh. 850 họ mi đã giao dịch. Đây còn là chả mào. Đấy. Bác này đang văng một số lồng ra đây này. Một số lồng chả mào nhé. Trên này hôm nay có đám cưới. Con kia không mang ra. Con lúc nãy mang về kìa. Không. Đây đây một bác lại mang một xe chim ra đây này. vừa ra đây này, bác này bác Trung này để tiếp tục mang một xe chim. Một xe chim ra, không biết là chim gì đây. Đây anh em ơi, hôm nay mình đang có mặt ở chợ Chim Cảnh, chợ Giếng Vuông đây. Đấy, buổi sáng hôm nay thì đến đây thì thấy khá nhiều anh em tiếp tục mang chim ra chơi rồi. Bên này thì các bác bán lồng chim, ngay đầu chợ này bán lồng chim rồi các anh em nhé. Đây, có mấy anh em mang chả mào ra. Đây rồi, đã đi vào trong sâu trong chợ để quay và chia sẻ cho các bạn được biết chợ chim ngày hôm nay thôi. Nào, mời anh em đi vào nào. Đấy, hết một dãy này là bán chuối, bán phụ kiện lồng cho chim này. Bên trên kia cũng thấy một số chè than, chè lửa, khuyên, cu gáy và sáo này. Hết dãy trên kia, sâu trên kia thì cũng một số anh em ngồi khá là đông rồi này. Còn ngay vào đầu chợ này thì thấy một số anh em đang bán chà mào, một số những lồng chà mào bơi lưới. Bán được nhiều chưa em? Con nào chưa? Coi như là nó quen người đúng rồi. Mà hàng rồi. Con nào thì đầy con nhưng mà con ông có thấp cần vậy. Mày cho ăn. Cho ăn cho cuối hả? À nó quen mà coi như là nó nhảy tay ngoài người. Điều mang bán tao. Ôi anh. Thích lên với người này. Con ấy con được cái con cái. Được. Hai con mẹ kia vẫn còn. Chả mào đông giá 3 lít một con. Đây có hai con gà rừng, một trống một mái. Con này là thằng mẹ, F1 F2 rồi. Đây có hai em chà mào, một con đinh đổ, một con hơi lân. Bên kia là những lồng chà mào với lưới 300 một con.
chạm vào bẫy lưới nhá. Anh em mà mua nhiều thì tầm khoảng 3 con thì tầm 200. Chọn con nào chọn. Đây, bên kia thì anh em đang chơi họa mi này. Các bồ láo trên này đang chơi họa mi. Đây, anh em đang giao dịch con chim gì đây thì không biết, thì tiếp tục vào ngõ. À đây là à chí chí. Gà chí. Chí đỏ. Chí đỏ cơ. À. Chí đỏ đi. Con 3 năm. Huyện mua. Hả? Đây, khu vực trên này thì thấy một số anh em đang chơi gà rừng họa mi da màu này. Đây, thấy mấy con gà rừng nữa rồi. Sáu trăm con đấy anh. Con đỏ đỏ đấy. Đẹp mà. Con trên đi anh. Nó ăn tơ, à nhưng mà con gà em 4 năm mà con này 2 năm rồi nè. Ờ con này chưa đến 2 năm, con này tầm 10 chơi đã. Con này em mấy anh? Đẹp mà, dáng đẹp. Dáng đẹp mà con đưa đi rừng căng lắm. 6 lít 600. Đẹp mà. Bây giờ thằng nào mua lại cũng có tiền. Em con kia của em nó đỏ hơn, nó đỏ như này. Con này mã vàng rồi đẹp rồi. Hơi phớt. Con kia đi cũng căng quá ấy. Ừ, váy vẻ con rừng về. Ở đây vào nó về đến kia nó nhìn thấy bắt nó cứ màu gần luôn. Anh Trung hôm nay có con sáo kìa. Đây hôm nay đây là con chim quế lâm nhá anh em này. Đây này. Đây, con này là con quế lâm này, con này quế lâm này hot khá hay này. Sáo đen. Có khách, có khách, có khách. Biết nói, đấy. Biết nói chưa? Nói rồi, phải nói khách thôi. Ừ. Cắt lưới phải cắt lưới không anh? À, có khách, đấy. Có khách. Bắt cái lưới dưới. Nói đấy, bắt đầu nói. À. Này mới bắt đầu thôi. Bắt đầu đã học nói. Không, không có lưới nó nói đâu. Hả? Nếu không có lưới nó nói không? Không sói à? Ngày bây giờ bán 2-3 triệu rồi. Có khách. Có khách. Con này em bây giờ nó cũng đang tập nói nhưng mà chưa cắt lưới. Có phải là cắt mà bóc cái lưỡi. Bóc lưỡi. Cái dưới. Tay mình có hai lớp ấy. Cái lưỡi dưới nó có cái lớp như cái màng ấy. Cứng. Bóc đi chứ không phải là cắt cho cho tượt lưỡi. Bóc. Bóc cái lưỡi nó ở dưới cái lưỡi nó có cái màng. Thì cái miếng thịt nó lấy gà nó mềm. Thì nó uốn nó nói rất là. Thuần này là hiếm không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, đây thì đủ các loại lồng này anh em này. Lồng họa mi, lồng trà màu. Họa mi, trà màu, cu, quyên. Và trên này thì phụ kiện. Phụ kiện áo, áo lồng, cống, cầu, lồng bẫy, lồng tắm. Trên kia thì một số anh em cũng đang rượt một số những con trà màu. Theo dọc dưới này và trong dưới kia thì một số bác trên này đang chơi họa mi, khiếu và chè lửa, chè than anh em ạ. Giờ đi xuống bên dưới này nhé, xem một số những con chè lửa, chè than ở dưới này nhá. Chim đây, chà màu đây, họa mi đây, lồng đây, lồng đây thì lồng này có mua cái lồng này không? Thế thì còn thả con này vào, thả con này vào nuôi 500, 500 2 lần 500 2 lần 500. Tấm tay đỏ đấy à? Qua anh cho tay, cho cái tay ấy nè, mày nó chơi thể cao với anh con trà màu núi anh vui hơn 3 năm rồi. Trà màu núi hot cũng hay phết, hot nhiều lắm, núi hot nhiều lắm. Con này hot rất nhiều bởi vì cái hôm nó bẫy được mình vào mình thấy nó hot nhiều mình đã gạ nó rồi. Ôi chợ hôm nay đông phết nhỉ. Bắt đầu mới đông thôi. Cứ thấy dính mặt em là phải be cái băng cái băng vệ sinh vào mặt ấy. Sao băng vệ sinh mặt? Chúng nó xem video của em nó đưa ấy. Hút hoàn kiếm không?